Xin chào các thầy các cô, tôi xin hướng dẫn tiếp các thầy các cô cách chúng ta restore một khóa học mà chúng ta đã backup lên cái hệ thống của trường của mình. Thì hiện nay một số trường trong tập đoàn chưa có cái hệ thống riêng, thì các thầy cô nên sử dụng cái trang iStudy để triển khai khóa học. Còn đối với lại một số trường như trường Đại Hoa Sen đã có cái hệ thống của trường rồi, đấy thì các thầy các cô có thể restore cái khóa học của mình lên hệ thống của trường để cho sinh viên bắt đầu vào học. Tôi lấy ví dụ như là hiện giờ tôi đã được cái anh gọi là ICT Coordinator phòng công nghệ thông tin, hoặc là có thể sau này nếu mà triển khai rộng ấy, thì mỗi một bộ môn sẽ cần phải có một người, hay mỗi một khoa sẽ cần có một người là hỗ trợ các thầy các cô là tạo các cái khóa học mới. Thì bây giờ tôi đã được tạo cái khóa học mới hoàn toàn như thế này. Và để tôi restore cái khóa học mà lúc trước tôi đã backup ấy, thì tôi sẽ vào cái phần course administration này và tôi bấm vào là restore. Và ở đây đó thì import a file backup này, tôi sẽ chọn một cái file. Đấy. Thì lúc nãy là tôi đã backup một cái file ở thư mục download các thầy cô. Thấy không? Đây là cái file backup này. Đấy, và cái file backup này nó càng nhỏ thì restore càng dễ và càng nhanh. Đấy là chính là lý do mà tôi khuyên các thầy các cô là khi tạo khóa học chúng ta chú ý đến yếu tố tối ưu hóa. Các cái file có dung lượng quá lớn các thầy cô nên để ở Google Drive, các video các thầy cô nên up lên YouTube. Thì đến lúc backup cái file của mình sẽ rất nhỏ và mình restore nó rất là nhanh và rất là dễ. Đây. Đấy, thì khi tôi restore bắt đầu nó show lại cho tôi các cái tài liệu, các cái thông tin, đấy, vân vân. Rồi khi mà tôi thấy nó có cái dấu hiệu như thế này này, thì có nghĩa là cái hệ thống của trường Đại Hoa Sen lúc này là chưa có cái module cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chính vì vậy cho nên nó bảo là nó không có thấy cái hoạt động này ở trên cái hệ thống của trường Đại Hoa Sen. Tiếp tục á, thì tôi sẽ bấm vào Continue và hiện giờ thì tôi đang sử dụng cái quyền là manager của hệ thống, cho nên là tôi có thể gọi là đưa khoa học vào những cái nơi mà tôi muốn. Nhưng mà khi các thầy các cô là giáo viên ấy, thì các thầy cô sẽ chỉ có thể là restore new course thôi. Rồi bấm vào continue. Rồi tôi bấm vào next. Rồi ở đây đó, thì thường các thầy cô nên xem lại cái tên khóa học. Đấy, rồi cái tên viết tắt, mã số môn học vân vân, ổn chưa, ngày bắt đầu. Và khi mà mọi thứ ở đây đều đã ổn rồi thì các thầy cô thấy là tự động là cái hoạt động certificate là nó không có import, tại vì hệ thống này hiện nay chúng tôi chưa có cài đặt cái tính năng cấp chứng chỉ tự động. Rồi tôi bấm vào next và perform restore. Thì chỉ trong một thời gian ngắn, nếu như khóa học thì cô không có quá nhiều file thì chừng cái khoảng độ vài chục giây đó là các thầy cô thấy xong. Tôi đã đưa được cái khóa học của tôi từ hệ thống iStudy của tập đoàn Nguyễn Hoàng về trường hệ thống của trường Đại học Hoa Sen. Các thầy cô thấy không, mọi thứ là nó còn nguyên vẹn đó. Rồi nếu mà năm học tới này mà tôi dạy, tôi sử dụng cái khóa học này đấy, thì tôi cũng restore như vậy. Tất nhiên là cứ mỗi năm thì chúng ta có update một chút, cho nên mỗi năm chúng ta đều có backup và restore lại.